offering you a chance to make your family whole again. Theo Hollywood Reporter, mặc dù phần lớn cảnh quay đã được thực hiện, bộ phim dự định quay thêm nhiều phân đoạn bổ sung. Nhà sản xuất cũng lên kế hoạch tới quay tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào cuối tháng 12. Cho đến nay, dù vẫn chưa có phương án cụ thể, cũng như người thay thế diễn viên xấu số Paul Walker, đạo diễn James Wan và Universal vẫn quyết định tiếp tục bộ phim. Tai nạn của Paul Walker xảy ra khi nam diễn viên cùng ekip đang trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Theo The Wrap, đoàn phim đã lên lịch trở lại trường quay ở Atlanta sau kỳ nghỉ, tức là ngày 2 tháng 12. Paul Walker và đồng nghiệp Vin Diesel tham gia tập đầu của loạt phim về đua xe tốc độ từ cách đây hơn một thập kỷ. Anh xuất hiện trong tất cả các tập phim trừ phần 3 có tên The Fast and the Furious Tokyo Drift. Sau tai nạn bi thảm của Paul Walker hôm 30 tháng 11, mọi kế hoạch đều tạm ngừng. Hollywood Reporter cho biết các thành viên của Fast and Furious 7 đều đau lòng và không còn tâm trí nào nghĩ tới bộ phim trong thời gian này.